cần gấp thợ nail vùng Biel, Arizona. Tiệm đang cần thợ nail biết làm bột, tay chân nước, dip, thợ biết làm everything càng tốt. Tiệm đông khách, thợ làm full time, part time đều được. Lương quanh năm từ 1.000 đến 1.500 trên tuần, tùy vào khả năng. Tiệm trong khu Mỹ Trắng, khách sang, giá nail cao, tip hậu, chủ thân thiện, nơi làm việc vui vẻ, thoải mái. Thật lòng xin liên lạc 623-806-5487 hoặc 623-825-5588 gặp chị Thủy. Không kịp nghe phone, xin để lại tin nhắn. Thank you.